Xin chào bà con và anh em đang chăn nuôi dê. Hôm nay mình lại review cho quý anh em và bà con về trường hợp dê con thở gấp, co giật là dấu hiệu của bệnh viêm phổi cấp. Thì qua cái kênh YouTube của mình thì bạn này đã xem rất nhiều các video trên kênh của mình. Trong đó mình có chia sẻ cái trường hợp thở gấp, co giật, sụt một mép đó. Thì em này nó hỏi lại mình ha, và hỏi là nên tiêm Flucin hay Enrofloxacin. Và mình nhắn tin là mình nói tiêm cả hai, vì thứ nhất là Flucin là cái giảm đau hạ sốt, còn Enrofloxacin thì nó điều trị được cái triệu chứng viêm phổi. Kết quả là nó đã điều trị được, giờ đã khỏe rồi. Một đêm chết hai con, tới con thứ ba thì cứu kịp. Vì cái bệnh viêm phổi nó diễn biến rất là nhanh các bạn. Nếu mà viêm phổi mà sốt cao, thở gấp, sụt một mép thì có thể nó ghép tổ chức trùng, nên là cái việc mà các bạn phát hiện sớm, điều trị sớm kịp thời rất quan trọng. Cái bệnh này nó chết rất là nhanh, mà các bạn lương ương điều trị là nó sẽ không có kịp trở tay và nó lây lan cũng mạnh nữa, nên là quý anh em và bà con cần phải chú ý. Đó là cái kết quả điều trị dê con thở gấp bằng cái thuốc Enrofloxacin và thuốc giảm đau Flucin các bạn. Và các bạn cũng có thể thay thế bằng những cái sản phẩm khác, ví dụ như thằng AZ Flucin này. Nó vừa kết hợp giữa kháng sinh AZ trị về hô hấp, tiêu chảy, tụ huyết trùng rất là tốt và rất an toàn cho dê mẹ, dê bầu mang thai. Cái Flucin là cái giảm đau hạ sốt, đây là hai cái thành phần kết hợp rất là hiệu quả. Còn cái kháng sinh Enrofloxacin á, các bạn chỉ nên tiêm cho dê tơ, dê đực, dê mới trưởng thành thôi nha. Tại vì nếu mà các bạn dùng cho dê bầu thì nó cái thuốc đó nó đi vào nhau thai rất là nhiều và nó ảnh hưởng rất lớn đến sụn khớp của thai. Thành ra là khi mà dê con nó lớn lên á thì cái sụn của nó sẽ không có phát triển được, dê con còi cặp nhỏ con chậm lớn, không phát triển được dạ ký. Và các bạn chú ý không, trong quá trình dùng thuốc kháng sinh đó, thì nó có rất nhiều loại, mỗi loại nó có cái tính năng riêng, có loại phù hợp dê lớn, có loại phù hợp dê con, có loại phù hợp dê bầu. Các bạn cần phải thông thái để mà điều trị cho nó phù hợp, vì khi mà các bạn dùng sai kháng sinh đó, nó sẽ có thể dẫn đến là nhiều trường hợp có thể là sảy thai hoặc dê con không lớn hoặc là còi cặp đó. Thành ra là các bạn đỡ rõ hơn thì thắc mắc gì thì cứ liên hệ Zalo của mình, các bạn có thuốc gì thì các bạn cứ báo mình hướng dẫn cái phác đồ điều trị hiệu quả cho.